các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến các bạn một cái loại vật liệu chuyên dụng để dùng cho chống thấm các cái hạng mục như là ban công. Và đây, trước mắt tôi đây là cái sản phẩm Sika 1F đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Sika các bạn nhé. Thì cái sản phẩm này nó là một cái hỗn hợp, một thành phần trộn sẵn như này, được đóng gói trong một cái thùng 6kg như này, hoặc là một cái thùng 18kg. Và để có thể thi công cái sản phẩm Sika 1F này để làm chống thấm cho các cái khu ban công thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị thêm một số các cái vật liệu phụ đi kèm như là xi măng các bạn nhé. Xi măng này để chúng ta hòa trộn với cái hỗn hợp trộn sẵn Sika 1F này. Cộng với đó là các bạn cần phải có là chổi sơn này. Đây là chổi cước chúng ta dùng để vệ sinh cái bề mặt. Cộng với đó là chúng ta sẽ cần phải có kéo. Và đây là cái vải polyester để gia cố cường lực cho cái lớp chống thấm ở cái khu vực góc chân tường các bạn nhé. Cái điểm tiếp giáp giữa sàn bê tông và cái tường xây của chúng ta. Và tôi cũng sẽ chuẩn bị thêm hai cái xô con nữa để tí nữa chúng tôi hòa trộn cái sản phẩm Sika 1F này. Thì cái sản phẩm Sika 1F này thì nó có rất là nhiều ưu điểm để chúng ta có thể chống thấm cho cái khu vực ban công. Thứ nhất là sản phẩm này nó rất dễ thi công. Thứ hai nữa là sản phẩm này nó có cái độ bám dính rất là tốt sau khi chúng ta thi công lên cái bề mặt sàn bê tông hoặc là tường. Thứ ba nữa là cái sản phẩm này có cái độ chống thấm rất là tốt. Đấy, nó sau khi chúng ta thi công lên cái bề mặt thì nó sẽ bao phủ toàn bộ các cái lỗ rỗ nhỏ, là cái bề mặt nó sẽ không cho nước xuyên qua và nó tạo thành một cái bề mặt chống thấm. Đó. Và cái sản phẩm này thì nó so với giá thành ở trên thị trường thì so với một số sản phẩm chống thấm khác thì giá thành nó rất là hợp lý các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ bóc cái sản phẩm Sika 1F ra để cho các bạn có thể dễ dàng quan sát cái trạng thái ban đầu của cái sản phẩm trước khi mà chúng tôi tiến hành là hòa trộn cái sản phẩm 1F với xi măng. Đây bây giờ tôi sẽ bóc ra các bạn nhé. Thì cái thùng này thì tôi đã bóc sẵn ra rồi. Thì đây, cái trạng thái sản phẩm ban đầu nó cơ bản nó sẽ như này các bạn. Nó sẽ bao gồm cái nhựa vini acetate. Đấy. Và ở một phần dưới thì nó sẽ có các cái hỗn hợp chọn lọc này, vật liệu chọn lọc đây các bạn. Đấy. Và trước khi chúng ta hòa trộn cái hỗn hợp Sika 1F với xi măng thì chúng ta sẽ cần phải trộn đều cái hỗn hợp này lên. Thì chúng ta sẽ cần phải có máy trộn các bạn nhé. Máy trộn để chúng ta có thể là trộn đều cái hỗn hợp này lên. Nhưng mà đây là chúng tôi thi công mẫu cho các bạn xem ở cái mô hình như là ở ban công thôi. Thì chúng tôi sẽ sử dụng bay để chúng tôi khuấy đều lên. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là khuấy đều cái hỗn hợp Sika 1F này lên. Vâng các bạn, là tôi đã chắt từ cái thùng to này sang một cái xô nhỏ hơn. Đây, để chúng tôi đã hòa trộn đều cái hỗn hợp Sika 1F. Đây là sau khi cái sản phẩm Sika 1F tôi đã hòa trộn đều xong. Thì cái trạng thái nó sẽ như này các bạn. Đấy, đây là cái trạng thái Sika 1F mà chúng tôi đã trộn đều cái hỗn hợp ở một cái thùng của nó ra. Vừa rồi là tôi đã cho các bạn xem thấy được là cái trạng thái ban đầu của cái sản phẩm Sika 1F. Bây giờ tôi sẽ thi công ví dụ một cái mô hình mẫu để cho các bạn xem mà các bạn dễ hình dung là cái sản phẩm này nó sẽ được thi công như nào. Thì đây, trước mắt các bạn đây là một cái khu vực nhá. Tôi đại diện cho khu vực này nó là cái ban công nhà các bạn đi. Thì đây là cái phần tường bao này và đây là cái phần sàn bê tông. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là thi công chống thấm cho cái ban công như này. Thì để có thể thi công chống thấm được cho bất cứ cái hạng mục nào thì cái quá trình vệ sinh nó rất là quan trọng các bạn. Từ ban công cho đến vệ sinh hay là sàn mái thì chúng ta cần phải vệ sinh sạch. Thì đây, tôi sẽ làm mẫu ở cái khu vực này thì tôi sẽ tiến hành là vệ sinh ở cái khu vực này các bạn nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ cần phải vệ sinh cái phần chân tường này. Đấy, những cái điểm vữa lồi hoặc là những cái phần mà cái vữa yếu mà nó dườm già ra ở cái bề mặt thì các bạn cũng cần phải vệ sinh loại sạch bỏ các bạn nhé. Và như cái những cái ví dụ như cái sàn mà nó có vữa yếu hoặc là sàn lâu nó có những cái phần rêu mốc này thì các bạn cũng cần phải vệ sinh sạch hết.
Thì thông thường như chúng tôi đi làm ngoài công trường mà xử lý các cái khu vực mà nó có rêu mốc như này thì chúng tôi sẽ cần phải có bàn chải sắt hoặc là máy chà để chúng tôi chà hết bỏ những cái phần rêu mốc này. Nhưng mà vì làm mô hình mẫu thôi nên là tôi sẽ cơ bản tôi hướng dẫn cho các bạn, chứ tôi cũng không làm chuẩn cái bề mặt như bọn tôi khi thi công chuyên nghiệp ở ngoài công trường được, nên là các bạn thông cảm nhé. Rồi, sau khi bề mặt nó như thế này rồi thì các bạn lưu ý nhé, là khi chúng ta thi công ở công trường thực tế thì những cái phần ví dụ như lồi lõm này đấy, hoặc là những cái phần tường này, tường chúng ta xây mà nó có những cái điểm lồi lõm thì là các bạn sẽ cần phải sử dụng xi măng cát để các bạn chám vá vào, tạo một cái bề mặt khoảng tương đối để chúng ta có thể thi công chống thấm được đấy. Hoặc là kể cả những bề mặt sàn nó có những cái điểm lồi lõm quá, các bạn cũng cần phải sử dụng xi măng cát để chúng ta chám vá vào. Và cái phần góc này các bạn nhé, đấy, thường thường như các bạn biết là cái phần sàn bê tông này và cái phần tường xây chúng ta thì cái điểm này nó là cái điểm yếu nhất, nó là cái điểm kết nối giữa hai cái cốt liệu khác nhau là cốt liệu tường gạch và cốt liệu bê tông. Cái điểm này sau này nó hay bị tách và nứt ra thì nên chúng ta sẽ cần phải sử dụng vữa, đấy, xi măng cát để chúng ta vét góc một lớp vào đây đấy. Thì tôi sẽ hòa trộn cái xi măng bột như này để tôi thay thế cho xi măng cát, bởi vì tôi cũng không có sẵn cát ở đây nên tôi sẽ hòa một ít để tôi vét góc cho các bạn thấy là nó cái quá trình nó vét góc cơ bản nó sẽ như nào. Vậy là tôi đã hòa trộn xong cái xi măng cát này các bạn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là hướng dẫn các bạn vét góc các bạn nhé. Đây, như cái phần góc ban công đây thì các bạn sẽ tiến hành là vét góc như này. Các bạn vét góc về thì những cái điểm mà lồi lõm thì chúng ta cũng cần phải chám vá vào các bạn nhé. Đấy, hoặc những cái điểm lồi lõm trên cái bề mặt sàn như này chẳng hạn thì chúng ta cũng nên chám vá vào. Và sau khi chúng ta đã chám vá hoàn thiện được toàn bộ cái bề mặt thì những cái phần mà chúng ta chám vá thường nó sẽ có những cái gân vữa nó nổi lên như này, thì khi xe xe thì chúng ta sẽ dùng cái chổi sơn như này các bạn, ta quét một lượt qua đi cho nó hết những cái bia đi, để khi chúng ta quét cái lớp chống thấm vào thì nó sẽ được một cái bề mặt nó đẹp. Sau khi được một cái bề mặt rồi thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là trộn cái sản phẩm hỗn hợp SICA1F với xi măng để tạo thành một cái hỗn hợp chống thấm để chúng ta có thể thi công quét cho khu vực ban công này được. Đây là tôi đã chuẩn bị sẵn khoảng 1 kg cái SICA1F rồi, 1 kg hỗn hợp SICA1F nhé, và tôi đã khuấy đều lên rồi. Đấy, sau khi đã khuấy đều lên, đây là khoảng 0,5 kg xi măng các bạn. Đấy, thì cái tỷ lệ trộn ấy trên cái bao bì ấy, 1 kg hỗn hợp SICA1F này sẽ trộn với 0,6 kg xi măng để chúng ta tạo thành một hỗn hợp sệt để có thể thi công quét chống thấm cho khu vực ban công được. Thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn rồi và tôi sẽ tiến hành là đổ cái xi măng bột này và tôi sẽ trộn đều lên. Thì ở ngoài công trường thì các bạn làm khối lượng lớn thì các bạn sẽ cần phải dùng máy khuấy các bạn nhé, để chúng ta có thể khuấy đều cái hỗn hợp này lên. Thì tôi khuấy tay nên là sẽ mất lâu thời gian hơn chút. Thì các bạn cứ dùng máy các bạn khuấy thì nó sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Và các bạn lưu ý nhé, là trước khi chúng ta thi công cái sản phẩm SICA1F này thì chúng ta sẽ cần phải bão hòa cho cái bề mặt cái ban công này trước. Đấy, chúng ta sẽ bão hòa nước. Mục đích chúng ta bão hòa nước này để khi chúng ta thi công cái sản phẩm SICA1F thì nó sẽ không tạo những cái bọt khí lỗ rỗ. Đấy, thì nó tạo được một cái lớp chống thấm liền mạch và cái sản phẩm SICA1F nó sẽ không bị khô quá nhanh. Đấy, trong cái quá trình mà chúng ta thi công thì nó sẽ tốt hơn cho cái lớp SICA1F các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ cần phải bão hòa nước, như là chúng ta sẽ không để đọng nước thôi ạ. Thì như các bạn đã biết thì thông thường cái phần điểm góc này, lúc nãy tôi đã vét góc ấy, nó là cái điểm yếu. Thì tôi sẽ sử dụng cái vải polyester như này. Cái vải này thì nó rất là dai các bạn, nó chuyên dùng để gia cố cường lực cho các cái điểm yếu như phần là góc chân tường này. Đó.
Thế bây giờ như này, tôi sẽ tiến hành là dán lên cái phần chân tường tầm khoảng 5cm và xuống mặt sàn bê tông khoảng 5cm. Thì để dán cái lưới này thì nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, các bạn cứ để như này. Đây là cái hỗn hợp Siga 1F mà tôi đã trộn xong rồi. Đấy, trộn với xi măng tạo thành một cái hỗn hợp chống thấm dạng sệt như này. Đây các bạn nhé. Tôi sẽ tiến hành dùng chổi sơn để tôi quét. Đấy, trước tiên thì nó rất đơn giản rồi các bạn. Các bạn chỉ cần quét lên cái bề mặt tường trước này. Chúng ta cứ quét dày dặn lên nhá. Dán lưới thì chúng ta nên quét dày dặn lên. Đấy, cơ bản là nó sẽ là như này. Đấy, sau khi phủ một lớp dày lên như này thì tôi sẽ tiến hành là dán cái lưới vào khu vực góc chân tường này các bạn. Đây, các bạn lưu ý nhá, là chúng ta sẽ ghim chặt cái lưới polyester này vào cái điểm phần góc nhá, tránh để lồi lõm phòng rộp các bạn. Các bạn cứ thi công đậm tay vào nhá, cứ thi công đậm tay ở khu vực dán lưới này. Đấy, thì cái vật liệu, cái độ chảy nó rất là lớn. Khi mà chúng ta thi công ở phần trên thì nó sẽ chảy xuống phần dưới. Và chúng ta sẽ tiến hành là gạt đều ra cái phần ở dưới sàn này. Đấy, để có thể là kín hết cái phần lưới được. Vì đây là tôi làm mô hình mẫu thôi, nên là còn một đoạn nữa tôi sẽ tiến hành là cắt thêm một đoạn nữa lưới polyester nữa để tôi dán vào phần góc chân tường. Và đây nó còn một đoạn ngắn thôi, thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ nối cái khẩu độ giữa cái tấm lưới này với tấm lưới kia là từ 7 cho đến 10 phân các bạn nhé. Tôi vẫn thực hiện tương tự như cái tấm lưới dán đầu tiên thôi. Thì khi dán những cái lưới này thì tốt nhất các bạn thi công khối lượng thì các bạn nên sử dụng cái găng tay bảo hộ các bạn nhé. Còn tôi làm mẫu đây thì tôi cũng làm quen rồi nên tôi lựa cũng không có dùng găng tay. Đấy, những cái phần đáy này các bạn dán lưới, các bạn quét bổ sung cái Siga 1F này với xi măng nhé, để cho nó kín và nó ghim chặt được xuống cái phần tường và cốt bê tông sàn chúng ta. Đây, các bạn lưu ý một phần nữa này, là cái chi tiết khi mà chúng ta dán những cái phần góc này là cái lưới nó hay bị lồi cái góc lên này, nên là các bạn cần phải dí chặt xuống này. Sau khi là các bạn dán lưới cái khu vực góc chân tường xong thì chúng ta sẽ tiến hành là phủ ở toàn bộ khu vực sàn và những cái khu vực khác các bạn nhé. Nghĩa là đây là tôi cái mô hình mẫu đây, tôi đại diện khu vực ban công, bây giờ tôi sẽ phủ toàn bộ cái bề mặt sàn bê tông còn lại. Để như tôi thì nó ít thì tôi nhúng chổi được, còn các bạn thi công khối lượng lớn thì các bạn có thể là đổ ra bề mặt sàn nhé, xong chúng ta dùng chổi chúng ta dàn. Thi công cái này nó rất là dễ các bạn, nếu mà chúng ta thường biết đến các cái dạng vật liệu chống thấm hai thành phần gốc xi măng ấy thì cái loại này nó còn thi công dễ hơn nhiều nữa cơ, bởi vì cái gốc sản phẩm nó mịn hơn, chúng ta thi công nó sẽ dễ dàng hơn các bạn. Thì thông thường cái sản phẩm Siga 1F này thì chúng ta sẽ thi công từ 2 cho đến 3 lớp tùy cái mặt bằng mà chúng ta cần thi công. Ví dụ như mà khu vực nào mà chứa áp lực lớn, cái lượng nước ấy, lượng nước chứa lớn thì các bạn sẽ thi công khoảng 3 lớp. Còn ví dụ khu nào mà không có cái áp lực nước nhiều thì chúng ta chỉ cần thi công khoảng 2 lớp thôi. Các bạn có thể để ý là nó sẽ có những cái bọt nổ li ti này. Đấy, thì chúng ta sẽ cần phải miết đi miết lại hoặc là bão hòa nước nó tốt hơn để tránh cái tình trạng nổ bọt khí như này, thì nó sẽ không liền mạch được cái lớp chống thấm, nó sẽ có những cái điểm thủng. Và tôi đã thi công xong lớp 1 các bạn nhé. Cái sản phẩm này thì so với những cái dạng sản phẩm hai thành phần gốc xi măng khác, ví dụ như là các bạn biết thì Sika có cái sản phẩm hai thành phần rất nổi tiếng đó là Sika Topsi 107, thì cái chất lượng của cái sản phẩm Sika 1F này thì nó không thua kém gì, nhưng mà nó có ưu điểm hơn là nó dễ dàng thi công hơn và nó sẽ tiết kiệm hơn một phần kinh tế khi mà các bạn so sánh giữa hai cái mức giá của sản phẩm. Đấy, thì các bạn có thể lựa chọn làm sao sử dụng cái 1F hoặc là Sika Topsi 107, nhưng mà cái sản phẩm này nó có nhiều ưu điểm hơn thì các bạn có thể lựa chọn cân đối sử dụng. Và để các bạn mua được cái sản phẩm Sika 1F này tốt nhất và hàng chính hãng thì các bạn có thể qua số 156 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0911887113 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí. Và sau khi chúng ta thi công lớp 1 xong, từ 1 đến 2 tiếng tùy cái điều kiện thời tiết
thì chúng ta có thể thi công luôn lớp 2. Đó thì tôi sẽ chờ khô khoảng 1 tiếng. 1 tiếng sau tôi sẽ quay lại và thi công lớp 2 cho cái khu vực ban công này. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Và sau khi đã chờ khô từ 1 đến 2 giờ mà cái bề mặt đây các bạn có thể quan sát là khi mà chúng ta đi lại vào đấy, dẫm chân hoặc là sờ đây mà nó không bong chóc, nó đã rắn chắc như này rồi. Thì chúng ta có thể tiến hành là thi công lớp 2 được. Thì ở khu vực ban công nó sẽ có những cái khu vực phần cổ ống nữa. Thì ở đây tôi làm mô hình mẫu nên nó không có cái cổ ống đấy. Thì các bạn có thể vào kênh tư vấn xây dựng, các bạn xem chi tiết hơn về cách xử lý chống thấm cho cổ ống và quét cái ở cái phần cổ ống như nào. Thì quét nó cơ bản nó đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ tôi sẽ thực hiện là quét lớp 2 các bạn nhé. Chúng ta cứ quét dày như này, đều tay. Đấy, chúng ta sẽ quét đậm hơn một chút ở cái phần chân tường nhé. Bởi vì cái phần chân tường nó vẫn lúc nào nó cũng là cái điểm yếu trong một cái hạng mục mà khi mà chúng ta thi công cái phần chống thấm. Đấy. Thì trong kênh tư vấn xây dựng của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã làm hướng dẫn rất nhiều cái video chia sẻ về cách chống thấm cho rất nhiều các hạng mục khác nhau. Và những cái sản phẩm từ hai thành phần gốc xi măng cho đến gốc acrylic hay là polyurethane các bạn nhé. Từ chống thấm cho các cái hạng mục chống thấm thuận hoặc là các hạng mục chống thấm ngầm, chúng tôi cũng đã làm rất nhiều các cái video chúng tôi chia sẻ rồi. Thì các bạn muốn chống thấm cái hạng mục nào thì các bạn cứ vào kênh tư vấn xây dựng. Thì chúng tôi đã có đầy đủ các video chia sẻ để các bạn có thể tìm hiểu thêm. Đấy, khi mà chúng ta quét mà nó vẫn còn những cái điểm lỗ rỗ bọt khí thì chúng ta có thể là di đi di lại nhiều lần để làm sao mà nó tạo một cái bề mặt nó không có bọt khí, nó không có điểm lỗ rỗ cho cái bề mặt lớp chống thấm chúng ta. Thì các bạn cũng có thể là thi công 3 lớp các bạn nhé. Và sau khi chờ khô khoảng 1 ngày thì các bạn có thể tiến hành các cái công tác thi công tiếp theo như là thử nước hoặc là tiến hành là cán, lát. Và như tôi sẽ chờ khô đến ngày mai. Tôi sẽ làm một cái bài test bóc cái sản phẩm chống thấm SICA1F này ra để kiểm chứng cái chất lượng của nó. Tôi sẽ làm một cái video khác để chia sẻ cho các bạn cái chất lượng của cái sản phẩm SICA1F sau khi nó thi công và nó đông cứng hoàn toàn. Thì cái chất lượng sản phẩm nó sẽ đạt được cái mức độ nào. Thì mời các bạn theo dõi ở video sau. Và các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm cũng như là cách thức thi công thì các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0911887113 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí. Nếu các bạn thấy video tôi chia sẻ hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh tư vấn xây dựng ra nhiều video hữu ích hơn nữa. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.